ស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយទៀតបងឥឡូវគឺខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនសត្វចម្លែកទៀតបងប្អូនគឺឥឡូវគឺមានសត្វចម្លែកសត្វហ្នឹងគឺគេហៅថាសត្វខ្ញុំបាទមានខ្ញុំអ្នកកម្លែងណាសត្វខ្ញុំគឺយើងដើរចាប់តាមដើមឈើតាមអីបាទដូចវាស៊ីស្លឹកអំពិលបាទហើយប៉ុនប៉ុននេះ វាມັນងាយនឹងចាប់បានដោយសារមួយឆ្នាំមករមដើមមានបាទដូចប្រហែលឆ្នាំមុនអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់បានចុងកន្លះធុងអីហ៎ហើយឥឡូវទៅបានហូបពី3ម៉ាត់អញ្ចឹងចង់ដឹងថាវីដេអូនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅមើលដល់គ្នាកុំតបិទណាមើលចប់ផងអូខេបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយលឹប Bát nghe nè, miền mà hộp chanh gì đấy ông bồn cái sắt nhộng mưa, mưa, nó phô huê lương lương linh chết sân đã, chăm, một đặc đó chăm đặc lành đâm đùa mèn, ô này chăm khơi đâm đùa mèn này chăm vi sốt tắt rồi đấy, play từ mua, play từ mua men, play chọc châu, đặt bằng hai đấy, men, cái men mà slap free mà slap ấy thì đặt bằng hai, trong này khách đại tràn mà cái đông đang lòi đây. Chán bê cát đi. Ồ, chung phơi mông chè cất thọt đi. Cát đất trầy. Nó mà đọp. Đất score. Là vô lại chán không? Ai mà ngọp ơi. Nắm bật ăn đi. Bắn này cái ai hộp bàn mày. Chỉ mời anh hộp ấy, lưu chẳng được đoạn lên. Chị ngài nhá. Nghị bán hộp thì mình bị bấy chân năm bán hộp đông. Mình đo cao hợp bạc hai thang. Bạc đau cái đau. Ui ui. Bà nè mẹ nè khơi phong thế anh mình mên phong thật đấng mình xây ách vì đấy focus á camera về tình em ngon tơm tê đạm tê chá các bạn. Chặt phá. Cái con phê trên kia anh có mấy hạt. Cái con phê trên kia. Cái con phê trên kia anh hạt luôn cả. Rảy ra phê hơi à. Chặt tiếp. Chào cho nhá. Chào này. Cùng giá gấp lột gì nọ rồi rồi bây ơi cả đi mưa sơn à cái rô hộp cát ôi à có hôm nay sơn chan gì đó ba đã lừa này chiết chiên là sao à lương thế này chiên đã chan ú mà chan ấy
hộp đó to của bàn tràn chi à sắt luôn đấy nhóm chặt lên luôn đi tôi đã vẫn đang dần cho nên tôi coi bên này em buồn đặc biệt lấy đo bên nhà ấy tò nhằm chơi mua nhom khởi dọn không ngon mùi vậy khỏi bị bay rồi cái khăn bọc cầm rò người chập bàn đi chuyện bay lụp à buổi tiết ngày nó ok một đợt ni bán này vẫn đang bật video bye bye chẳng may cao chụp này ok rồi bỏ nhà nhảy ở khơi điện không tiền ok bye bye.